Hello, chào mừng cô chú và bạn đã quay trở lại với channel Mỹ Trình Reuters. Thì Mỹ đang đứng ở ngay căn nhà single family thuộc về thành phố là Baldwin Park, zip code là 91706. Nhà này họ mới remodel sửa rồi. 3 ngủ 1 tắm 1043 square feet, không có gaga. Diện tích đất là 6.360 square feet, giá đang đòi hỏi là 709.999. Trên thị trường khoảng chừng là một tuần rồi ha. Thì Mỹ sẽ nhà này là mình chỗ roi quay nè, mình nhìn phía trước này không là có con đường nó chiếu vào luôn, nằm thẳng vào căn nhà luôn. Đường đó là đường cục, đường nhỏ nhưng mà nó cũng nằm vào luôn. Okay. Nhà này thì hướng về là hướng tây, gần song song với freeway 6-5 ở góc giữa freeway 10 và 6-5 á. Chỗ đoạn này thì gần với mà hãng xưởng của điện tử rồi đó. Đây phía trước căn nhà thấy không? Thì bề ngang của nó là 50 feet, chiều sâu là 125 feet. Remodel hết rồi. Roof thì nhìn thấy ok rồi đó. Driveway thì one car driveway. Thì chỗ này đậu xe thoải mái luôn, trên đường cũng được nữa. Nhưng mà cái driveway này chỉ có một đoạn thôi ha, tới hàng rào. Sắt này là cái cổng rào là thôi nè, họ không có làm tới đằng sau luôn. Dòng điện thì 100A là good rồi. Nhà thì slab không có foundation. Okay. 3 ngủ 1 tắm 1043 square feet. Khi mở cửa vào đó thì cái này đó là living room nè, không thảm, phòng khách, hallway, phòng ngủ rồi thảm á, không có LED light, crowding morning có. Bên phải của mình á là kitchen họ cũng remodel rồi. Phía sau của kitchen này là chỗ có máy giặt máy sấy, cho đó là để tủ lạnh nè. Okay. Thì cái mà Mỹ mà thắc mắc á là tại sao chỗ này họ không có làm cái cửa sổ. Chỗ gửi chén mà không có cửa sổ phía trên đó mà ngắm nhìn đó, thì nó hơi cũng như là nó hơi ngột ngạt không, nó khuất cái tầm nhìn. Mặc dù khi mà mình nhìn qua phải nhìn về phía trước căn nhà thì có cửa sổ rồi. Đó là một phần. Okay. Sơn phết rồi xong xuôi hết rồi không, nhưng mà tại vì không đi đèn LED light thôi. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên này là lớn nhất. Để này là king size cũng được, sliding door ra đằng sau bác gia luôn, hai cái cửa sổ luôn cộng thênh thang đúng không. Closet thì nó hơi khiêm tốn một chút xíu, nếu mà làm closet trải dài tới đoạn này ngồi còn gì bằng đúng không. Rồi phòng ngủ thứ hai này á, carpet, hai cái window nhìn, ceiling light, slide door closet luôn. Okay. Central air luôn nha. Central air. Rồi, một phòng tắm chung á thì cái này á là bathtub nè. Thì toilet thì có hết rồi. Ok. Nước chảy thì cũng tạm ổn. Đây là phòng ngủ thứ ba nè. Mình nhìn về phía trước căn nhà không? Đây ngày Mỹ đang đứng ở chỗ cửa sổ chính nè, thì từ ngay cửa sổ này là mình nhìn thấy là cái căn đường nằm vào luôn ha. Thì cái đó là feng shui. Ở đằng sau đây là chỗ này là máy giặt máy sấy, bình nước nóng nó cũng cũ rồi. Okay. Bên này cũ rồi. Đường ống nước là possible, họ đã đi lại là trên ceiling rồi nha. Rồi, thì nhà này cái giá trị của nó không có được cao á, lý do đó. Thứ nhất là đường nó đâm vào, bị đâm vào là cái feng shui. Thứ hai nữa là không có gaga, nhà này không có gaga. Mặc dù giá đòi hỏi là 710
nhưng mà so với cái giá trị của chỗ khu này á, mà không có gara thì nó mất một phần giá trị rồi. Thôi. Cộng thêm á, là cái driveway có chỉ có một đoạn thôi. Okay. Đoạn sau này á, thì cái này á, mình có thể check với city là có thể nới rộng căn nhà ra, hoặc giả là ha mình làm ADU, nhưng mà ha coi cái mình phải coi cái giá trị sau này nó như thế nào, cái cost để mà xây ADU nữa. Thì đó là một con nhà single family, nhà chạch, 3 ngủ 1 tắm, 1043 square feet, không có gara. Rất là thực tiện, nó gần về là freeway 6 đến 5 dưới freeway 10 đi El Monte hoặc Rosemith, rất là thực tiện luôn. Nếu như mà ai làm hãng xưởng chỗ đoạn Irvindale thì chạy chỉ còn mất khoảng gần 50 phút lái xe, rất là thực tiện. Nhưng mà cái vấn đề là cái cảnh viên nhanh và cái giá trị của căn nhà, tại vì cái này không có gara, cái driveway thì nó hơi bị ngắn, phải không? Diện tích miếng đất là 6.360 square feet cũng ok rồi. Đằng sau bát gia thì mình có thể là cải tạo thêm cũng được. Giá đang đòi hỏi là 709.999. Thì nếu như mà cô chú anh chị và bạn có câu hỏi thắc mắc gì, có thể liên lạc với số điện thoại là 626 297 B44, 626 297 B44. Mình xin chào và tạm biệt, bye bye.